trong top thương hiệu smartphone tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Dù là hãng điện thoại mới thành lập được 18 tháng, nhưng Realme đã gặt hái được kết quả đáng ngạc nhiên trên toàn cầu. Tổng số máy bán ra của hãng trong quý 3 năm 2019 là hơn 10 triệu sản phẩm, và mức tăng trưởng hàng năm lên tới 808%, đứng thứ một trên thế giới trong việc trở thành thương hiệu điện thoại smartphone phát triển nhanh nhất. Đây là một bước tiến thần tốc trong ngành công nghiệp smartphone toàn cầu, với tinh thần đột phá và tiên phong realme đã cho ra mắt các dòng sản phẩm từ phổ thông đến flagship tạo sự thu hút cho các khách hàng ở mọi mức giá realme đã mời huyền thoại thiết kế naoto fukasawa trở thành giám đốc thiết kế của hãng naoto fukasawa là nhà thiết kế huyền thoại người truyền cảm hứng có sự ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp thiết kế ông đã đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế trong sự nghiệp của mình sự kết hợp giữa realme và nhà thiết kế naoto đã tạo ra dòng sản phẩm realme master edition một trong những thiết kế nổi bật đem đến cảm hứng mới mẻ trong ngành công nghiệp smartphone Đồng thời tạo được danh tiếng cho Realme với người dùng đam mê công nghệ, bên cạnh sự đầu tư về mặt ngoại hình, Realme hợp tác với các nhà sản xuất lớn trong ngành để trang bị những tính năng hiện đại lên sản phẩm của mình, nâng cấp trải nghiệm cho khách hàng, trong số đó phải kể đến nhà sản xuất chip Qualcomm hay thương hiệu cảm biến camera hàng đầu Sony.